Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và, tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau, ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long, 30.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp, 30.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, An Giang, 30.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ, 30.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh, 28.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng, 30.035 đồng kg, giá và, ớt cổ nhì, 30.032 đồng kg và, giá và, ớt cổ nhất, 32.033 đồng kg và, giá và, ớt ngắt, ớt xuất khẩu, 34.000 đến 37.000 đồng mỗi kg, ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 22.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 22.000 đến 26.000 đồng mỗi kg.